24. Nếu không vì miệng lưỡi của mẫu hậu thì trẫm việc gì phải cho họ đấu võ? Thật là khó cho bệ hạ. Khó ở chỗ trẫm không biết nói với ai. Bệ hạ vừa mới nói rồi đó thôi. Chỉ có nàng là ngoại lệ. Sức khỏe của nàng thế nào rồi? Giờ phút của bệ hạ, thần thiếp và con đều khỏe. Ngự y đã đến khám chưa? Đến rồi. Ông ấy nói con trong bụng thần thiếp là long tử. Nếu là long tử thật thì trẫm sẽ trọng thưởng cho thái y gì? Để trẫm cho Giang Sung tới đây bói xem một quẻ. Ông ta xem quẻ rất linh. Giang Sung à, nàng quên rồi sao? Lần đầu tiên chúng ta gặp mặt nhau, ông ấy đã ở bên hầu hạ trẫm. Ông ta là ngoại thần, thần thiếp không tiện gặp. Không sao đâu, nàng quá cẩn thận rồi đó. Mời bệ hạ, mời đương đương. Cung nữ này hầu hạ nàng như thế nào? Cô ấy rất cố gắng. Thần thiếp và cô ấy mới quen, bà ngỡ như biết nhau đã lâu lắm rồi. Giờ thì không thể xa nhau được nữa. Đô tỳ xin cáo lui. Có được một cung nữ tốt như thế này, nàng nên cảm tạ hoàng hậu đi. Giang tiên sinh, ngay cả tiên sinh không còn cách thì tôi phải bó tay rồi. Tôi biết ăn nói thế nào với sư muội của mình đây. Sư muội của tướng quân là người như thế nào? Cô ấy chính là công chúa Tử Chi của nước Dạ Lan. Vậy tướng quân muốn nói đến ai? Đó là lệnh Doãn thành Trường An, hiện đang bị giam trong Thiên Lao. Vậy chúng ta hãy xem lại chữ đó đi. Tử. Trên chữ tiểu, phía dưới là chữ hệ. Có phải người này đang gặp nguy hiểm hay không? Đúng vậy. Giang tiên sinh, ông xem có thể biến dữ thành lành được không? Nguy hiểm. Vậy còn ở trên gốc này là chữ gì? Là bi. Lời đã nói ra rồi thì mang đầu ra mà đỡ. Tại sao tôi lại đoán chữ này chứ? Ông xem có cách nào giải được không? May mà phía dưới còn có một chữ tiểu. Nhờ vậy mà việc lớn có thể biến thành nhỏ, không còn nguy hiểm nữa. Hay quá, Giang tiên sinh, lời ông nói đáng giá ngàn vàng. Tướng quân đợi đã, tôi vẫn chưa xem hết mà. Còn xem gì nữa? Chữ tử ở phía trên sẽ giúp cho chữ của nó được bình an. Nhưng có người khác lại không được như vậy rồi. Ông muốn nói đến Quách Giải à? Ông ấy quả là to gan, trốn được một ngày chứ không trốn được mãi đâu. Người ông ta bắt cóc là Hiếu Nghĩa Hầu, nhưng rất có thể vì nể tài của ông ta mà bệ hạ sẽ cho ông ta một con đường sống. Ông muốn nói bệ hạ sẽ tha cho ông ta? Chỉ e ông ta là người để bụng. Công chúa Tử Di phải hết sức cẩn thận. Ông ta không thoát được đâu, vì ông ấy vẫn còn giấu quận chúa Giang Đô. Quận chúa Giang Đô nào? Tôi lại nói linh tinh nữa rồi. Tướng quân nói linh tinh, nhưng chữ viết này không nói linh tinh được. Mọi việc đều có liên quan ít nhiều đến tướng quân. Làm sao ông biết? Vì tướng quân đã nói đến quận chúa Giang Đô. Tôi không biết rõ cho lắm. Ông không được nói với ai đó. Miệng tướng quân nói, còn tai thì tôi nghe. Dương ấn tiếp chỉ. Phụng theo ý trời, hoàng đế xuống chiếu, phạm dân bắt cóc Hiếu Nghĩa Hầu đã ra tự thú, bởi vậy tạm tha cho Dương Ấn, tiếp tục điều về làm lệnh Doãn thành Trường An, rồi sẽ xem xét sao. Mẹ ơi!
Tử Di, con trai, là con đó. Mẹ, Ân Di, con đã xong việc rồi, vất vả lắm phải không? Mẹ, con không sao, mẹ vẫn khỏe chứ? Mẹ khỏe, cũng nhờ có cô con gái này đây. Để ta làm. Đã rửa xong rồi. Mẹ, sao mẹ lại để cho cô ấy rửa chân cho mẹ? Sau khi con đi được mấy ngày, hôm nào cô ấy cũng đến nhà ta để rửa chân và nấu cơm cho mẹ ăn. Cô ấy nấu ăn rất ngon, lại thích cho nhiều ớt nữa. Mẹ, mẹ có biết cô ấy là ai không? Mẹ đã hỏi rồi. Cô ấy bảo cô ấy là con của một người trong gia phủ. Cô ấy còn nói trước khi đi con đã nhờ cậy cô ấy đến chăm sóc cho mẹ. Con trai, con đã nhờ đúng người rồi. Dương lão gia, chúc mừng lão gia được phục hồi chức. Học trò không bị từ chối nữa chứ. Dương An, đa tạ công ơn của công chúa. Con gọi cô ấy là gì? Công chúa à? Nô tỳ là công chủ. Họ công, tên là Chủ Nhi. Thì ra là vậy. Con làm mẹ sợ quá. Tổn thọ mất thôi. Thiếm có một người con trai tốt như vậy. Cho dù có là công chúa thật đi nữa, thì chắc cô ấy cũng rất muốn trở thành con dâu của thiếm đó. Vậy thì cứ để ông trời định đoạt. Nhưng ở thua thuyền, nếu như thua thuyền thua thì chẳng phải Quách Giải sẽ được bình an sao? Mẫu hậu yên tâm, võ nghệ của thua thuyền trong thiên hạ không ai sánh được. Thua thuyền cố thua thì làm sao? Vậy thì danh tiếng cả đời của thua thuyền sẽ tan thành bay khói. Việc gì phải làm nhằn như thế này? Cứ chém Quách Giải cho xong. Chẳng muốn mọi người trong thiên hạ phải tâm phục khẩu phục. Mời mẫu hậu khởi giá. Tội nhân Quách Giải khấu kiến bệ hạ. Trẫm đã sắp xếp cho ngươi một cuộc đấu võ. Chỉ cần ngươi thắng đối thủ, trẫm sẽ miễn cho ngươi tội chết. Tội nhân có tội nên sẽ chấp nhận mọi hình phạt, không cần phải đấu. Việc này không do ngươi quyết định đâu. Hai người đang đứng bên cạnh trẫm, ngươi đều biết cả chứ. Tội nhân chỉ là một thảo dân bình thường, không có duyên gặp những quý nhân, nhưng họ đều được nghe danh ngươi đã lâu. Một người là đại tư Mã Vệ Thanh, một người là đại tướng quân Quý Yên Thế. Ngươi đã nghe nói đến họ chưa? Như xét đánh ngang tai. Ngươi muốn đấu với họ không? Thảo dân không dám. Nếu ngươi không đổ mồ hôi mà có thể thắng được họ, thì ngươi có nghĩ mình sẽ che mắt được họ không? Tội nhân không dám. Bịt mắt hắn lại. Cuộc đấu hôm nay là cuộc đấu sống còn. Đối thủ trong trận chiến này là một kẻ tử tù, nên tất cả đều phải liều mình sống chết. Trẫm chỉ miễn tội cho một trong hai thôi. Tội nhân lĩnh chỉ. Thu Thiền tham kiến bệ hạ. Nếu như phu nhân có ý nhượng bộ trong trận đấu này, thì dù phu nhân có thua, hắn vẫn bị chém đầu. Thần thiếp chỉ sợ dù có mang hết tài nghệ của mình ra, thần thiếp cũng chưa phải là đối thủ của ông ta. Còn một điều kiện nữa, phu nhân nghe cho rõ đây. Phu nhân không được nói ra bất cứ lời nào, nếu không ông ấy vẫn bị coi là thua. Tại sao? Tùy trời định đoạt. Ông trời ở trên cao sẽ xem võ nghệ của phu nhân như thế nào.
Không có lệnh, bất cứ ai cũng không được vào. Kẻ nào trái lệnh, chém. Huynh đệ, sao vậy? Huynh không nhận ra chúng tôi sao? Dù là ai, đều như nhau. Tôi lại khác, vì tôi là con gái của Hồ Quốc phu nhân. Tôi muốn vào trong bày tỏ lòng hiếu thuận. Cô có thánh chỉ không? Muốn hiếu thuận với mẹ mình cũng cần có thánh chỉ sao? Các người ai mà không có mẹ chứ? Vì huynh đệ, tại hạ chưa hề nghe danh tánh của huynh đệ bao giờ. Tại hạ không tiếc mạng sống của mình, nhưng tại hạ muốn biết mình sẽ chết dưới kiếm của ai đây. Như vậy không phải là quá đáng chứ? Về thanh, nổi trống trận lên. Xem ra vì huynh đệ đây có điều khó nói, vậy tại hạ không ép nữa, xin được thỉnh giáo. Mời. Thương pháp của quốc gia, vị huynh đệ này đã dùng thương pháp của quốc tướng quân. Dạy Thanh, đưa kiếm của Khanh cho phu nhân. Kiếm pháp của nhà họ Lý, người vừa biết kiếm pháp quốc gia lại biết kiếm pháp của Lý gia chỉ có một, đó là Hồ Quốc phu nhân. Hồ Quốc phu nhân, kiếm của phu nhân. Nếu như mẹ tôi bị thương, chẳng lẽ tôi không giúp mẹ tôi băng bó vết thương sao?
các người giả vờ câm có đúng không? Ta sẽ xông vào. Không được đâu, Kỳ Liên, đi thôi, to gan. Tôi muốn vào gặp mẹ tôi. Tôi gặp mẹ tôi thì sao nào? Trận chiến trong kia đang khó phân thắng bại. Các người muốn giở trò. Quý Cầm Hổ, Lý Hán nghe lệnh. Có mặt tướng. Ta giao Quách Kỳ Liên cho các người. Nếu cô ta có bất cứ hành động gì, ta sẽ hỏi tội. Nhưng mà phụ soái, quân lệnh như sơn. Này, ông vô lý quá. Quay lại đây, tôi muốn gặp mẹ tôi. Này, bệ hạ, thần thiếp đã thua hai trận rồi. Có cần đấu tiếp không? Làm sao cô ta lại thua được? Đó là do ông trời đã bắt thu thuyền phải thua. Không, cô ta đã cố ý. Vệ Thanh, Quý Yên Thế, các hành hãy nói xem, có phải là thu thuyền đã cố ý thua hay không? Quách Giả là người có võ công cao cường, nên thắng là điều tất yếu ạ. Lâu rồi Hộ Quốc phu nhân không tham chiến, cho nên phong độ không được như xưa nữa. Đừng lừa dối ta, các người đều cùng một chuột. Các người đã cấu kết với nhau. Các người và Thu Thuyền muốn tên họ Quách kia không được chết. Di thần không dám. Đình Quy, có thần. Khanh đã điều tra chưa? Chuyện giữa Thu Thuyền và Quách Giải rốt cuộc là thế nào? Bẩm bệ hạ, theo thần được biết, không ai có thể bắt được Quách Giải. Nhưng nhờ Hồ Quốc phu nhân thuyết phục, Quách Giải mới tự ý về đây. Vậy theo Khanh, có phải là Hồ Quốc phu nhân đã cố ý để thu Quách Giải hay không? Bẩm bệ hạ, thả hổ về thì dễ, nhưng bắt hổ thì khó. Nếu nói như Hộ Quốc phu nhân cố ý thua thì không hợp lý, không đúng. Thu Thuyền đã từng bắt được hắn. Nếu võ nghệ của hắn giỏi hơn Thu Thuyền thì đâu có những ngày hôm nay. Sao chỉ qua mấy ngày mà Thu Thuyền lại thua hắn? Ai mà tin được chứ? Xem thử, nói ra có ai tin nào. Bấm Hoàng Thái Hậu, cô nói đi. Biết nói không bằng biết nghe. Khi đi thần thiếp đi bắt Quách Giải về chịu án, thần thiếp không hề dùng đến võ nghệ. Thần thiếp chỉ dùng tình và lý để nói chuyện với Quách Giải. Vì không muốn lệnh Doãn Thành Trường An phải chịu tội thay mình, nên Quách Giải mới chịu ra đầu thú. Như thế thật sao? Quách Giải đã tới nhà môn của thần để đầu thú. Nếu lúc đó Quách Giải chống cự, Thu Thuyền e rằng mình sẽ bại dưới kiếm của Quách Giải, và cũng chẳng có cuộc đấu võ ngày hôm nay đâu. Tiếp tục giam Quách Giải vào thiên lao chờ gây xét xử. Di thần xin đưa mẫu hậu hồi cung. Từ ta đi được rồi. Di thần Giang Sung khấu kiến đương đương. Liên Chi, mau đỡ Giang lão gia đứng dậy đi. Dạ. Nam nữ thọ thọ bất thân, không dám phiền. Đa tạ nương nương. Nghe nói ông đã được thăng quan, bốn cung chúc mừng ông. Đều là nhờ công ơn của bệ hạ và nương nương, thần chẳng biết lấy gì để báo đáp. Bốn cung phải có chút quà để cảm ơn ông. Liên Chi, bảo tới chỗ thái giám mang tấm da gấu tới đây. Dạ. Đường đường đừng vội đắc ý, phải thận trọng trong từng hành động mới được. Liên Chi là người của ta, không sao đâu. Đường đường, người càng thân cận thì càng phải đề phòng. Đường đường muốn trở thành quốc mẫu thì phải nghĩ trước nghĩ sau mỗi khi hành động. Ta được như ngày hôm nay, tất cả đều nhờ công lao của ông. Ta thật lòng muốn cảm ơn ông mà. Sau này nương nương đừng nói những câu như thế này nữa, mà cần phải quên nó ngay lập tức. Giang Sung không hề có bất cứ công lao gì với việc nương nương được chọn. Nương nương cũng không được để cho ai biết đây chính là chủ ý của thần. Ta hiểu rồi. Ngay cả tấm da gấu đó, ta đã nói rõ rồi, liệu có rút lại được không? Những việc như thế này nương nương phải tự biết. Được rồi. Đường đường đã vào cung được hơn nửa năm. Đường đường ở đây có thấy yên ổn không? Hoàng thượng thường xuyên tới lui, hoàng hậu cũng rất dễ chịu. Và hoàng thái hậu, ngày nào ta cũng tới vấn an. Việc đó không tính. Bệ hạ là người con có hiếu, vậy nên đường đường cần phải có sự yêu mến của hoàng thái hậu. Như vậy mới mong biến mọi ước muốn của mình thành hiện thực. Nhưng hoàng thái hậu là người rất khó tiếp cận.
Đây là thứ mà hoàng thái hậu muốn có nhất. Quách Giải biết quận chúa Giang Đô ở đâu à? Đây là một tội lỗi lớn. Nương nương cần phải làm cho hoàng thái hậu thỏa mãn mọi nguyện vọng. Bẩm nương nương, da gấu đã được mang đến. Nương nương muốn xem chữ này sao? Đúng vậy, chữ câu trong câu giặc. Nương nương muốn biết long thai là trai hay gái phải không? Ông xem giúp bổn cung đi. Chữ câu thuộc mệnh kim. Chúc mừng nương nương, long thai trong bụng nương nương là một hoàng tử. Thật sao? Thần dám mang tính mạng của mình ra bảo đảm. Vậy chúng ta đánh cược. Ông cược tính mạng của mình, còn ta cược tấm da gấu này. Nếu đúng là hoàng tử thì tấm da gấu này sẽ là của ông. Mùa đông năm nay chắc chắn thần sẽ được mặc quần áo bằng tấm da gấu này. Thần cáo lui. Linh Chi, tiễn khách. Dạ. Một việc động trời cuối cùng đã giải quyết xong. Ngay cả đến hoàng tổ mẫu của ta cũng không thể nói được điều gì. Tất cả do trời định đoạt. Phụ hoàng sẽ biển tội chết cho Quách Giải chứ? Thế này gọi là trời biển. Trời đã biển thì một thiên tử như trẫm làm sao có thể làm khác đi được chứ? Phụ hoàng anh minh. Dương Ấn đã bị một phen kinh hồn. Quách Giải thì thoát chết. Như vậy đại hán của ta có khác nào hổ mọc thêm cánh? Thái tử, huynh nên mời Dương Ấn vào Hán Hưng hội. Có thêm Dương Tư Sinh, võ thì có Quách Đại Hiệp, văn võ song toàn, như vậy càng thêm người tài. Quách Giải năm nay bao nhiêu tuổi rồi còn cho vào Hán Hưng hội? Có gì đâu, ông ấy có thể làm thầy của chúng ta mà. Chẳng phải Đông Phương Tiên Sinh cũng đã nhiều tuổi hơn cả chúng ta sao? Đông Phương Tiên Sinh chưa bao giờ nhận mình là người của Hán Hưng hội. Bề ngoài thì không phải, nhưng bên trong thì đúng như vậy. Các huynh đừng mơ mộng nữa, chưa chắc người ta đã bằng lòng đâu. Thái tử nói họ không bằng lòng thì họ bằng lòng ai chứ? Còn phải xem các huynh có thành tài hay không. Thái tử chưa thành tài, bọn ta chưa thành tài, không tin cứ thử xem. Sao Kỳ Liên cứ thích dội nước lạnh cho người khác vậy? Thái tử đừng để bụng nha. Ta sẽ cho cô ấy biết ai là người không nể mặt ta. Cầm hổ. Này, thái tử đang gọi huynh đó. Có thần. Chúng ta nói đi là đi. Đi đâu? Mạc Tử nói lớn không ức hiếp bé, mạnh không ức hiếp yếu. Như vậy có nghĩa là quốc thổ không phân lớn bé, quốc gia không phân mạnh yếu. Không nên dùng thế của mình để hiếp người. Thầy Dương, vậy ta sao bệ hạ lại đánh dùng Tây Nam? Vì hai câu này do Mạc Tử nói, chứ không phải là lời của bệ hạ. Nếu ra như thế, vậy sao mọi người không để cho Mạc Tử làm hoàng đế đi? Con bé ngốc này. Mạc Tử ra qua đời mấy trăm năm rồi. Thì đó. Ai đó? Thầy ơi, là học trò. Thầy mau ra tiếp giá đi. Không biết điện hạ cũng tới. Di thần cung nghênh bệ hạ. Ta có việc quan trọng muốn bàn với khanh. Chúng ta nói đâu thì tiện đi. Vào nhà, mời. Điện hạ, từ xưa đến nay vua không vào nhà thần. Xin điện hạ thứ lỗi, thần không thể mở cửa đón điện hạ được. Điện hạ có việc rất quan trọng, thầy mau mở cửa mời điện hạ vào nhà đi. Xin hỏi, là việc nước hay việc nhà? Tất nhiên là quốc gia đại sự rồi. Là quốc sự thì càng không thể nói ở đây được. Vì thế, sẽ không được danh chính ngôn thuận. Để hôm khác thần sẽ tới phủ của thái tử. Ta không thể đợi được nữa, phải nói ngay ngày hôm nay. Điện hạ thỉnh cầu hiện tại. Vậy thần mời điện hạ tới nha môn Trường An. Lúc đó thần xin được lắng nghe. Con trai. Mẹ, họ tới tìm ai vậy? Hình như có chuyện gì đó. Họ tới nha môn rồi. Sao ta cứ nghe thấy mọi người luôn miệng gọi điện hạ? Người đó cũng giống như con vậy. Họ điện, tên hạ mà thôi. Dương tiên sinh, mời ngồi. Không thể làm khác lễ nghi được. Trước mặt điện hạ, không có chỗ cho thần. Bắt đầu từ hôm nay đã có chỗ cho Dương tiên sinh rồi. Dương tiên sinh ngồi đi, còn nói chuyện.
Vậy thần xin cấu chủ của Điện Hạ. Khanh là người chính trực, là một trung thần, yêu thương bá tánh. Khanh là một đại thần của Đại Hán ta. Ta rất bái phục Khanh. Khanh là thầy của Quý Cầm Hổ. Vậy từ nay về sau, Khanh có thể làm thầy của ta được không? Đa tạ sự mến yêu của Điện Hạ. Thần biết ngay mà, nhất định thầy Dương sẽ đồng ý. Trong hoạn nạn, người ta thường chọn người tốt làm thầy. Nói gì đến việc được làm thầy của Điện Hạ. Thần tài trí kém cỏi, sợ không đảm nhiệm được. Việc Điện Hạ chọn thầy là chuyện đại sự của triều đình, nên đòi hỏi người này phải có học bát uyên thâm, chứ không thể tùy tiện được. Xin thứ lỗi vì thần không thể tuân mệnh. Khanh chưa nghe rõ ý của ta. Chúng ta không cần nói cho mọi người biết về chuyện này. Chỉ ta và ngươi biết là được rồi. Nếu như thế, thần lại càng không dám. Ta muốn nói, sau này Khanh hãy chỉ bảo cho ta để ta trở thành người có ích cho triều đình. Ta muốn Khanh làm quân sư cho ta. Thậm chí, ta còn có thể coi Khanh như là huynh trưởng. Thái tử đã quá lời, thần không dám nhận. Thầy Dương, thái tử nó nghiêm túc đó. Hán Ân Hội đang thiếu một người cẩn thận và hiểu biết như thầy. Thái tử bái tiên sinh làm thầy, thì tôi cũng có thể bái tiên sinh làm thầy. Ngoài việc đề ra, thái tử còn điều gì chỉ bảo? Đây cũng là việc lớn, còn có việc khác nữa sao? Người đâu? Tiễn thái tử về phủ. Học trò nghĩ thái tử và mọi người đều thật lòng muốn kết giao với thầy. Ta không ngờ tới điều này. Vậy sao thầy không đồng ý? Công chúa nói xem. Vì thầy thấy họ đều là những người nông nổi. Đó chỉ là thứ yếu thôi. Vậy thì như thầy đã từng nói, quân thần kết giao sẽ nhạt như nước. Trước sự sống chết, không nhất thiết là quân thần thì mới lạc như nước. Vậy rốt cuộc thầy nghĩ như thế nào? Ta không đủ tư cách kết bạn với thái tử. Sao vậy? Thái tử là bậc tôn quý, có thể ban cho ta vinh hoa phú quý, hưởng bổng lộc và có được một vị trí cao. Tất cả những điều đó đều nằm trong tầm tay của thái tử. Nhưng ta lấy gì để đáp lại những điều đó đây? Ta chỉ có mạng sống của mình. Từ trước đến nay, người nghèo muốn báo đáp người giàu thì chỉ biết mang tính mạng của mình ra đánh đổi thôi. Tính mạng của ta đã dâng cho trời đất, dâng cho triều đình và bá tánh rồi, không thể phân thân ra dâng cho người khác được nữa. Việc của thái tử chẳng qua cũng là việc của triều đình. Đã là như nhau, việc gì cần phải làm cho nó phức tạp hơn? Câu dặn phu nhân thế nào? Vì thần tới thắp hương cho Hiếu Kỳ Hậu, để linh hồn Hiếu Kỳ Hậu được lên thiên đường. Có được tấm lòng đẹp của con thì nén nhang con thấp sẽ không uổng phí đâu. Có lòng ắt được báo đáp mà. Vì thần nghe nói đã bắt được Quách Giải, vậy là Hiếu Kỳ Hậu có thể mỉm cười đến chính suối rồi. Hoàng đế không muốn giết hắn nên mới nghĩ ra cách gạt ta. Ta hiểu cả. Tội của Quách Giải được miễn à? Hắn còn có tội gì nữa chứ? Hoàng Thái Hậu không biết gì sao? Là Di Thần thật nhiều chuyện. Thái Hậu hãy coi như Di Thần chưa từng nói ra. Không, còn mau nói cho ta biết đi. Di Thần không dám nói bừa. Nhưng ở bên ngoài cung, mọi người đều nói như vậy cả. Họ nói những gì? Trước khi thần vào cung, hình như có một gian đô dương đã tạo phản. Hắn đã chết rồi, chuyện này đã yên rồi. Vậy còn người thân của hắn? Tất cả họ hàng của hắn đều bị giết hết rồi. Chết hết rồi. Hắn còn có một đứa con gái đã trốn thoát, giờ vẫn chưa bắt được. Chuyện này có liên quan gì tới Quách Giải? Dân chúng đồn rằng chính Quách Giải đã che giấu cô gái đó. Quách Giải che giấu cô ta ư?
Con của ta, lần này thì Quách Giải chết chắc rồi. Cháu có nghe thấy không? Ta sẽ báo thù thay cho cháu. Tội này còn lớn hơn cả tội bắt cóc Thiếu Nghĩa Hầu sao? Đúng vậy, đã lớn hơn gấp 10 lần, hơn 100 lần. Con dâu của ta ơi, à không, phải gọi là con gái ta, hãy nói với hoàng đế đích thân tới gặp ta. Các thần đã bàn với nhau cách xử trí Quách Giải chưa? Bẩm bệ hạ, thần đã có cách, nhưng còn đang chờ bệ hạ quyết định. Nói xem nào, tội chết có thể miễn tội sống khó tha, phải đưa Quách Giải đi lao động khổ sai ngoài biên cương, mãi mãi không được ân xá. Thần nghĩ nhân tài hiếm gặp, hay cứ giữ hắn lại đội quân của ta để tập luyện cho quân sĩ, lấy công chuộc tội. Đại tư Mã, khanh nghĩ sao hả? Bẩm bệ hạ, không phải tất cả hiện tài trong thiên hạ đều ở trong triều đình, mà đa phần là phiêu bạc trong giang hồ. Nếu như bệ hạ trọng dụng Quách Giải, tin này mà đồn ra ngoài thì sẽ khiến cho mọi người đều cảm phục. Có thể nghĩ đến điều này, trong một tương lai không xa của Trường An, anh hùng sẽ là hiện tài và giúp sức cho triều đình khi ta biết giá trị của họ. Mỗi người đều có lý lẽ riêng của mình. Đại tướng quân biết một mà không biết hai. Chỉ có Đại tư Mã mới biết nhìn xa trông rộng và thấu hiểu hết suy nghĩ sâu xa của ta thôi. Bệ hạ cao kiến. Bẩm bệ hạ, hoàng thái hậu nói có việc gấp, mời bệ hạ vào cung an lạc gặp người. Trẫm biết rồi, chờ trẫm ở bên ngoài. Dạ. Bây giờ việc nước đã xong, trẫm phải đi giải quyết việc nhà. Hoàng thái hậu vẫn chưa nguôi giận nên trẫm phải tận tình hầu hạ. Bệ hạ, dù án của Quách Giải cứ quyết định như vậy nhé. Cứ làm như thế đi. Đình quý, thay trẫm mà làm đi. Tuân chỉ. Khoan đã, vậy Thanh, Khanh hãy tới Tư Mã một lần, bảo ông ta viết một bài văn thật hay để lưu truyền trong dân gian đi. Thần tuân chỉ. Nhi thần bái kiến mẫu hậu. Vẻ mặt về rất đầy đắc ý. Bay mà bệ hạ vẫn còn nhớ tới mẫu hậu. Nhi thần có nỗi khổ riêng. Nhi thần muốn giải thích rõ với mẫu hậu về chuyện cô Hiếu Nghi Hầu. Hiếu Nghi Hầu gì, chết là chết, ta không muốn nghe nữa. Mẫu hậu quả là thấu hiểu được đại nghĩa, nhưng nhi thần vẫn phải tạ tội với Kim Tục. Không cần đâu, con trai mình mà không dạy bảo được, để nó phạm pháp, thôi thì giao cho triều đình xử lý đi. Quán trách ai được chứ. Nhi thần đa tạ mẫu hậu đã khai ân. Hôm nay ta gọi con tới đây là vì việc khác. Con gái của Giang Đô Dương có tin tức gì chưa? Đến bây giờ nhi thần vẫn chưa có bất cứ tin tức gì. Vậy thì thôi sao? Nhi thần vẫn đang hạ chỉ cho các nha huyện tiếp tục truy tìm để phá chủ án này càng sớm càng tốt. Vậy phải nhớ dỗ cỏ phải nhổ tận gốc, nếu không sẽ để lại hậu quả vậy sao? Một cô gái như thế sẽ không làm được việc gì, nhưng chúng ta cần đề phòng cái khác muốn lợi dụng cô ta để làm loạn. Mẫu hậu dạy rất phải, nhi thần sẽ tiến hành ngay. Nếu có kẻ che giấu cô ta thì sẽ như thế nào? Chiếu theo luật sẽ cùng chịu tội như phạm nhân chính. Cùng chịu tội vậy sẽ bị chém đầu à? Chém đầu cũng chưa phải đâu, nặng hơn chém đầu nữa. Thế là cái gì? Chém đầu thì chỉ một mình kẻ phạm tội chịu, nhưng đồng bọn của kẻ phản nghịch thì sẽ bị tru di gia tộc. Ta không muốn tru di gia tộc của hắn, chỉ cần chém đầu là đủ rồi. Mẫu hậu muốn nói đến ai? Con hãy tới cung Câu Giặc hỏi ái phi của con đó. Câu Giặc kẻ nào đã che giấu cho Lưu Tế Quân? Bệ hạ đừng sốt ruột, thần thiếp chỉ biết được chút ít thôi, không biết điều đó là thật hay giả. Chẳng không cần biết đó là thật hay giả. Lưu Tế Quân đang trốn ở đâu? Cô ta đang trốn ở trong nhà Quách Giải.
Làm sao nàng biết? Thời thiếp quên rồi. Nói bừa. Nếu như nàng không nói rõ ràng, tức là đang tiếp tay cho nghịch tặc làm hại dân chúng, như vậy cũng mắc tội khi quân. Bệ hạ, đương đương đang có mang, nếu quỳ thế này sẽ ảnh hưởng tới lòng thai. Các người mau quỳ xuống hết đi. Họ quỳ thay nàng rồi đó. Nếu hôm nay nàng không nói thật thì bọn họ sẽ tiếp tục quỳ. Thần thiếp nhớ ra rồi. Bệ hạ hãy truyền gọi Giang Sung, ông ấy là người rõ nhất. Giang Sung, bệ hạ có khẩu dụ, Giang Sung lập tức vào cung gặp bệ hạ. Di thần đỉnh chỉ. Ta có thể thay quần áo được không? Bệ hạ đang đợi ông, ông còn thay quần áo làm chi nữa? Ta là sứ giả, cho nên cần phải thay quần áo chứ. Tôi đợi ở ngoài, nhanh lên đó. Tiểu nhân và nữ tử là khó dạy nhất. Cầu giặc phu nhân, tôi không thể kiên nhẫn hơn được sao? Ngươi quỳ như vậy có dễ chịu không? Thật sự quỳ lại hoàng đế là ví dụ của thần. Vậy ngươi quỳ rồi trả lời trẫm. Ngươi đã gặp câu giặc. Phụng ý chỉ của bệ hạ, thần đã tới đoán chữ cho câu giặc phu nhân. Ngươi đã nói những gì? Thần đã xem chữ và nói với phu nhân rằng long thai là một hoàng tử. Vậy câu chuyện của Quách Giải? Quách Giải à? Sao ngươi xem chữ lại nói tới chuyện của Quách Giải? Không gì có thể giữ bí mật được. Việc này có phải là việc ngươi có thể đem ra nói trong hoàng cung hay không? Thần biết tội. Ngươi có mục đích khác. Vi thần ngàn lần không dám. Còn quỳ biện? Không. Vi thần xin nói sự thật. Nói đi. Bệ hạ, Vi thần đoán chữ cho phu nhân, nhưng thần chưa nói điều gì quá. Việc này cung nữ và thái giám ở trong cung có thể làm chứng cho thần. Trẫm không cần hỏi bọn họ, trẫm chỉ hỏi người. Thần và ân sư của thần khác nhau một trời một vực. Khi xem chữ thần thường hay hoảng loạn. Khi biết long thai của phu nhân là một hoàng tử thì thần lại nảy sinh một điều nghi vấn khó có thể tự mình lý giải được. Nghi vấn gì? Chữ câu một phu nhân chí. Nhìn kết cấu của chữ, thần biết ngay long thai là hoàng tử. Nhưng bên phải chữ câu có nghĩa gì đây? Thần thấy chữ này rất khó đoán. Câu phu nhân không hỏi ngươi sao? Có hỏi. Nhưng thần chỉ nói một cách hàm hồ thôi. Thần chỉ nói chữ đó có nghĩa là khi bệ hạ bắt được phạm nhân, lúc đó hoàng tử có chào đời mới có thể được phúc ấm của tổ tiên để lại. Nửa chữ câu có thể giải thích như thế sao? Không. Nhưng khả năng của thần có hạn, nên chỉ có thể nói được như thế thôi. Xin bệ hạ trị tội thần không biết rõ mà dám nói liều. Nói đến Quách Giải trước đi. Câu phu nhân có hỏi thế nào là cấu kết với nhau. Lúc đó tự nhiên thần lại nhớ đến Quách Giải, nên mới buộc miệng nói ra. Thì ra là người buộc miệng. Nhưng trong hậu cung đang lan truyền tin không tốt. Người đã gây ra quả rồi. Sau khi về nhà tĩnh tâm lại, thần mới thấy chữ câu này thật kỳ lạ, vì nó chứa đựng cả kết quả ở trong đó. Lại liên quan tới Quách Giải à? Di thần không dám giấu bệ hạ. Người thật là hàm hồ. Nếu Quách Giải không chết, cầu phu nhân không thể sinh được sao? Quách Giải không chết, nhưng không có lý do gì để cho hắn sống được. Lời ngươi khó đoán. Trẫm không muốn hắn chết thì làm sao hắn chết đây? Vậy thì luật lệ của đại hán cần phải thay đổi lại. Cái che giấu khâm phạm của triều đình có thể được miễn tội chết. Trẫm hỏi ngươi, chính ngươi đã nói với câu giặc rằng Quách Giải đã che giấu Lưu Tế Quân phải không? Đúng vậy. Ngươi căn cứ vào đâu? Đây không còn là bí mật nữa, vì đã có nhiều người biết rồi. Cái gì? Vậy sao trẫm không biết? Nếu bệ hạ muốn biết rõ sự tình, hãy hỏi Ngự Lâm Quân Quý Cầm Hổ. Truyền Quý Cầm Hổ.
Thần quý cầm hổ, bái kiến bệ hạ, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Giang đô dương, Lưu Tế Quân đang ở đâu? Thần không biết, to gan. Gấn đầu lên, nhìn vào mắt của trẫm đây. Thật sự, thần không biết, nhìn vào mắt của trẫm đây. Trẫm còn nhớ, hồi đó người đã canh gác không nghiêm ngặt, để cho Lưu Tế Quân trốn thoát. Sau đó người đã đi truy bắt cô ta nhưng đều không có kết quả, đúng không? Dạ. Vậy sao ngươi biết được cô ta đang trốn ở quách gia? Bệ hạ đã biết hết rồi. Quý cầm hổ, ngươi có trung thành với trẫm không? Vì bệ hạ, thần nguyện nhảy vào biển lửa. Trẫm không cần ngươi nhảy vào biển lửa, trẫm chỉ cần ngươi nói thật thôi. Thần đã tới quách gia trang, bên bờ sông gần đó. Thần đã nhặt được một chiếc giày của Phạm Dân, một chiếc giày. Việc này ngươi chưa hề nói với trẫm, trẫm sẽ tạm ghi lại. Nói tiếp đi. Thần biết Quách Đại Hiệp là người hành hiệp trượng nghĩa, nên thần đã vào đó lục soát. Nhưng Quách Đại Hiệp đã không cho thần vào nhà. Hắn ta chỉ là một người dân bình thường, tại sao lại dám kháng chỉ? Ông ta muốn đấu võ với thần, và ngươi đã đấu. Thần không biết võ công của ông ta lại cao cường đến như thế. Ngươi không nên đấu với hắn. Thắng còn chẳng ai nói. Nói gì đến việc ngươi thua? Thật mất mặt. Ông ta không cho thần vào lục soát, thần cũng không đánh lại ông ta, nên thần buộc phải rút quân. Ngươi đã nói chuyện này với cha ngươi chưa? Chưa. Tại sao lại chưa nói? Thần sợ cha sẽ trách mắng. Những người khác có biết không? Thật không nói với ai cả. Người đến thật chứ, tất cả đều là thật. Được, trẫm tạm tin ngươi một lần. Bẩm bệ hạ, đại tư mã thái sử lệnh cầu kiến.